quay lên vết thương hoài được các bạn đó. Ừ, cái này đúng rồi. Con thấy sao đất cái này nó ẩm hoài, nó sẽ làm cho lỡ thêm quá à, chị Tư. Hoài tối ngày không có đất cũng như xả gì, cũng như chị cũng xả thời gian vậy đó. Tấu ngủ khỏi đất, tấu ngủ đâu có đất đâu, cái bắt đầu ấy thuốc. Cái tấu cái lấy chay lên nó rồi đó, chị Tư cái mua chay thuốc rửa. Dạ. Mua thuốc rửa nào vậy? Cái chai Bovidin. Cái chai gì mà nước rửa đỏ, cái nước vàng vàng nó không? Bovidin. Ừ, nước đó đó. Cái đó nó làm lành vết thương hay là rửa cái đó. Mà nó còn cứng đó các. Rồi ok đó. Cái này có tiền. Mến chào cô chú anh chị. Thì đang ngồi trước mặt của quý vị là cô này bị ung thư vú. Thì theo quan sát bằng thường thì thấy bên ngực bên phải là thấy nó đã đẫm ra áo luôn rồi. Thì sẽ gặp cô trò chuyện, tìm hiểu và có hướng định hướng giúp đỡ. Cô cho hỏi là cô nhiêu tuổi rồi? 55 tuổi. 55. Thì chồng con gì không? Có đứa con thằng trai hai mấy tuổi, chồng thì chết đâu mười mấy năm nay. Chết mười mấy năm nay rồi. Dạ. Con thì thằng trai chưa có vợ. Chưa ha. Kiếm đi bằng mướn nè, là con xin bận bằng thôi không có vợ. Vậy là đi làm rồi, cũng như là gọi là đi làm công thôi. Dạ, cũng công như đồng, đồng tiền nó mỗi ngày chứ không có định. Dạ, rõ phải không? Dạ. Bạn ngại như được có khi không mà nó thất nghiệp rồi đau rồi cái nó về luôn nuôi hôm đó mai tháng mấy ngày. Như đau là lâu rồi nhưng mà phát hiện giờ nó quá chảy máu ra nhiều. Nhưng nghe nghe nói á, là bị ung nhưng mà mình khám cái thời điểm nào và bác sĩ nói mình có những cái bệnh gì trong người nữa vậy? Tại không biết chữ rồi nó đưa giấy đây như gì cũng có coi đâu nhỏ. Ừ. Thì nhưng mà bác sĩ có nói mình là bị gồm những cái gì không? Định viết trong đó không có biết chữ, không có đọc được. Nhưng mà bây giờ có nói như là nó kêu ung thư vú, nó kêu phải đi lên chảnh, nó kêu phải nhập viện mổ. Mà mình thì không có khả năng, tại vì Tư bả đi xin tiền đâu được, đâu đi xin, chị Tư bả xin vòng vòng được đâu mấy triệu rồi đi lên chảnh nặng khám coi sao. Yeah. Rồi khám rồi đi về chứ không có, nó kêu nhập viện, cũng như là nó kêu mình nhập viện luôn, nó mổ. Đi khám ở bệnh viện nào? Bệnh viện ung bú ở chảnh. Sài Gòn luôn ha. Là định hướng á, là nói cái này là phải mổ. Yeah. Nhưng mà hiện giờ mình không có đủ tiền để mình mổ. Không có tiền luôn chứ đủ gì, không có nộp tiền. Không có tiền luôn ha. Không có. Giờ chỉ là đi khám đi rồi khám, mới biết được cái bệnh vậy thôi. Chị Tư mới kêu đi khám để biết cái bệnh coi nó bị lành tính hay là ác tính. Dạ. Nó đưa giấy về mà cũng không có biết chữ đâu đọc đâu, biết lành tính ác tính. Nhưng mà cái này mình bị một bên hay hai bên? Có một bên hả? Theo như quan sát là bên phải phải không? À, bên phải. Sao thấy qua cái lớp áo á là nó bị thâm kim nó luôn á, là nó tràn hay sao? Cái xì mũ hả? Chạm xì mũ với chảy máu ra nhiều lắm. Ghê vậy? Mình có can thiệp mổ chưa? Chưa, hồi đó giờ đâu có mổ đâu. Ủa vậy là? Đâu đi hồi đó giờ. Vậy là? Là bị mấy năm nay rồi. Giặt thuốc nam. Giặt thuốc nam không? Mà trong cái nói thật sự nói thẳng luôn đi là cái ngực á nó có bị lủng lỗ vô mình dịch đó ra? Có. Ủa sao ghê vậy trời? Bởi nó mới chảy máu xì vô luôn. Mà nó nằm ngay cái quần núm hay là sao? Ừ, hết trơn luôn. Vậy là nó tiết ra từ cái núm luôn hả? Anh muốn biết thực tế thì anh xem. Thôi cái này nó cũng nhạy cảm quá. Nhưng mà để cô kể đi. Chứ nhiều khi á, cô cũng ở ngoài đây là một cái ở ngoài rồi. Cô dở lên nó cũng có ngại. Thì cũng đưa lên cộng đồng thì cũng khó. Dạ. Nói chung là đưa lên cũng phải che là. Ừ, chúng che. Nhưng mà thấy bên kia nó đã có chảy nhưng mà có băng bó hay là sao không? Thì ấy rồi mình đắp thuốc vô, băng thuốc vô. Mà băng đắp là đắp thuốc gì? Thuốc nam. Mà thuốc nam đó thuốc gì biết không? Ông thầy ông đưa rồi. Trời đất ơi, ông cái gì cũng không biết chứ dạ. Ông đưa thuốc cây, cây trị bệnh ung thư đó mà, ông... cây lá đu chuột nó nhỏ. Cây đu chuột phải không? Không biết nữa tại vì ông không có cho mình biết. Cây đu chuột. Ông không có cho người bệnh mà. Vậy là gì Tư? Ông xay ra, cái đắp vô vú bả rồi uống. Nhưng mà đắp có thấy bớt không cô? Đỡ. Thấy nó rút mũ thôi, cũng rút đỡ chứ cũng còn
cứng ngắc à. Ừ. Chưa có đắp cả tháng mấy hay là tháng 2 mà cũng còn cứng ngắc à. Vậy giờ theo cái tâm nguyện của mình á là mình có tiền để mình đi mổ phải không? Dạ, có tiền đi mổ. Nhưng mà bác sĩ có nói là mổ cái đó chi phí bao nhiêu tiền không? Bác sĩ thì nó kêu mình nhập vậy thôi chứ nó không có nói cái tài khoản bao nhiêu tiền hết trơn. Thì trời ơi. Ừ. Mổ này thì cũng không ít đâu. Ừ. Chị Thủy là 40, ba mổ lành rồi đó. Chị Thủy bên trên này là ca mổ 40 triệu. Vậy là cái người mà đã từng đi mổ rồi là 40 hay 40 tư? Mà giờ ba bán xạ là 7 lần. Ừ. Ba bán được 1 lần là bữa hổm ba kêu cầu cứu mà ba mổ lành gì tư đâu cầu cứu. Vậy là con số nó còn lớn ừ. nữa. Ủa gì 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 thứ mấy tên vậy? Tên Mũng. Mũng ha. Mũng. Dạ, mới nãy nói năm mấy cũng quên rồi. 55. Mũng 55 tuổi. Đọc địa chỉ cho con biết coi. Xã Tân Quế, ấp Tân Thới. Số nhà. Số nhà không có. Trời đất. Nói chung là Phong đi tới bé Ngọc. Bé Ngọc 4 tuổi mới bị hàng xóm xâm hại đó. Đây là cô cũng gần nhà bé Ngọc thôi. Thì đi tới thăm bé Ngọc, giúp bé Ngọc á, và đi tới nghe nói cô bị gì đó, cũng muốn đi tới để tìm hiểu và định hướng giúp đỡ. Thì nói chung là cô bây giờ hỏi địa chỉ cô không biết luôn, nhưng mà cả nhà cô nhớ được những gì cô đọc đi. Ở đây là xã Tân Quế, ấp Tân Thới, dạ. Huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Dạ, cô có số điện thoại không? Có mấy cụ đó chứ. Có. Tại vì con á là ngoài con ra thì nếu có ai, những anh em YouTube hoặc là cộng đồng hay là mạnh thường quân á, ai mà có điều kiện đi tới cô giúp được thì cứ giúp con truyền tải lại cái này không giấu giếm. Đưa cho tất cả cái thông tin của cô cho ai muốn tới giúp cô cũng được hết. Cho mình được rộng về cái hướng giúp đỡ hơn. Cô có nhớ số điện thoại không? Nhớ mà cái điện thoại giờ nó hư không có. Trời ơi trời, trời cái gì. Thôi mà lấy điện thoại từ đó lấy. Có gì liên lạc từ đem lại cho bác nghe cũng được. Rồi thì thôi cô chú anh chị ơi. Ai muốn cái giúp máy như cái máy dạ, cô chú anh chị mà có muốn giúp đỡ cho cô Muối á. Chị Mũng, chị Mũng chứ Phan Thị Mũng, Phan Thị Mũng, chị Mũng thì hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình thì Phong sẽ có nhờ một có cô ở gần nhà của giống như hàng xóm vậy đó sẽ dẫn đi tới này. Phong sẽ đưa những cái thông tin cần thiết cho quý cô chú anh chị, những ai muốn giúp đỡ cho cô Mũng. Cô có số điện thoại, nhớ số điện thoại của con trai cô không? Không có nhớ. Cô khờ luôn à. Ở đây nữa tôi đưa số điện thoại. Dạ. Cô không có biết chữ luôn hả? Không biết chữ. Hồi xưa cô học được lớp mấy? Vô có lớp 1 rồi bắt đầu nghỉ nha. Có học lớp mấy vô. Vậy là hồi đó quýnh cô giáo rồi cô giáo đuổi nè. Vậy là cái gia cảnh mình sao cô? Gia cảnh mình là cái nhà này là của mình mua hay là như thế nào? Người ta cho. Nhà, cũng như nhà nước người ta cấp á. Cấp nền hả? Nhà nước người ta cấp cái nhà cái luôn, nhà. Cái sườn nhà luôn vậy đó. Ủa vậy là giờ cũng thuộc nhà tình thương hay là như thế nào? Nhà cũng như không có là bán cho chậm. Ba cũng như là nó ấy cho mình rồi mình trả ha, miễn bây giờ nó còn đòi tiền cũng như là bây giờ tiền nó nền, tiền nền đó. Tiền nền. Nhưng mà sửa sang chút bệnh giống như là nền thì nhà nước bán. Nhà nước bán cho người nghèo cho chậm không? Cho chậm có tiền trả. Chưa tiền trả rồi đấy đó. Còn cái nhà thì sao? Cái nhà thì nãy nghe nói là gì? Bên gì đó, gì sồ cho bà. Bên gì cho, rồi đánh sồ hả? Phải không? Không biết nữa, tại vì hậu lần má ba ở nhà rồi em đi mặn cái về rồi. Vậy là cái này cất lâu rồi, Đời bả tám mấy tuổi, 90 rồi đó. Lâu đời rồi. Thôi bây giờ quay lại cái sức khỏe nè. Hiện tại giờ sức khỏe của cô á, là lúc này ăn uống được không? Ăn thì cũng ăn không có nhiều, mà đều giờ nó làm nó mệt vậy, nó không có được khỏe. Bệnh này mình có dùng những viên thuốc tây không? Có, chị Tê với kêu uống thuốc tây đang cho nó càng kèm đặng cho nó. Vậy là thuốc nam và thuốc tây thay đi chung với nhau luôn ha. Ông thầy em nói uống thuốc nam rồi thuốc tây cũng được. Cái gì uống thêm vô. Nãy giờ cô chưa có chia sẻ về cái kinh tế gia đình. Hoàn cảnh đúng rồi, cô hoàn cảnh của cô như thế nào cô chia sẻ lên đi để mà cô chú á, với khán giả ta xem người ta hiểu về hoàn cảnh của cô. Con má là chị cá đừng khóc khỏi đi cô, cứ việc nói được cô để cộng đồng thương và hiểu cô hơn. Cô xúc động rồi mọi người. Thì có hai mẹ con, giờ thằng trai thì nó không có mặn gì được, tất cả hai mẹ con sống một ngày đau đau mình quặn, giờ không có mặn gì cả tiền.
nhờ chị Tư bé, Tư bà thương mà đi xin tiền cho đi khám chứ không có tiền đi khám bệnh. Con thì mặn mướn mà hôm đó này tháng mấy hai tháng này con không có mặn được gì. Trời ơi, cái lao động chính trong gia đình luôn mà hiện tại giờ là có mình nó mà nghiệp được kiếm có ăn này đó, không có bán gì khi được ký nửa ký rồi ăn. Mà đi làm xa hay là gần vậy cô? Nó đi cấp nó làm trên phố á. Trời, nó mặn được, nó mà mắc bệnh là nó gì luôn. Vậy là làm gần thì lại không có ổn định đó, nên năm ra là ngoài ngoài nuôi bản thân ra phải nuôi luôn một người mẹ đang bị bệnh nữa. Không ai ở nhà hết trơn á. Người nó nói đi mẹ bỏ mình ơn mẹ, không có ai ấy thuốc đắp cho mẹ nữa. Người nó ở nhà, thành ra từ hôm đó nay nó không có bằng cái gì được chứ. Vậy là thường ngày là người con trai đắp thuốc cho mẹ hả? Nó đắp không à. Nó ấy giặt. Thuốc, ấy thuốc rồi tự rửa, mình rửa thì rửa, còn nó ấy thuốc, nó quấn, nó băng. Nó làm sáng thức dậy cái nó ấy thuốc rầu, nó băng rầu, nó mới đi kiếm cá ăn. Thôi bây giờ cũng như là con thì mới nãy dự định đó là nó thôi không cần phải thấy. Nhưng mà cô có ngại vấn đề là cô đỡ đưa lên để mà cho cô chú anh chị ta biết cái sự thật là cô bị bệnh không? À đó, đó băng cô chú anh chị. Nên cái này Phong cũng, cái này mình đâu có cần phải che, đó là sự thật. Vậy là bên phải hả cô ha? Bên phải. Rồi bên trái là vẫn bình thường ha? Dạ, bình thường. Vậy thuốc vô này. Vậy là hiện giờ cái chỗ đó là do cái nước của cái thuốc nó ra. Thuốc kia nó ra, máu ra. Nếu mà nãy cô nói ở phần núm nó có chảy ra. Bây giờ coi chảy quay luôn cái đó được. Không, khỏi đi. Đừng có dở, thấy núm là chết luôn à. Thôi được ơi cô. Dạ. Thôi đậy lên đi. Vậy là cái này máu, cái phần nó xì ra. Nó xì ra ngay núm luôn hả cô? Nó máu nó chảy ở vòng ở đây nó bể ra hết cái trên. Gì vậy trời? Vậy là cái quần những xung quanh cái ngực luôn hả? Xong canh nguyên cái vú luôn. Trời ơi. Nhưng mà nè, khi mà cô bó thuốc nam như vậy á, cô có đến bác sĩ có nói là có nên bó không, tại vì theo như con nghĩ á nha, là cái vết thương nó đang bị lở lét, mà nếu mình đắp một cái gì đó vô, nếu không ấy nó sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn nữa đó. Mà khi mà cô đắp cái thuốc nam vô như vậy có tốt không? Mình có nói với bác sĩ rồi, bác sĩ biết. Đâu có nói với bác sĩ, tại vì ở nhà thì chính vì vậy cho nên là mình làm, mà đôi khi mình không hiểu là mình vô tình mình làm cho nó cái vết thương nó lại bị nhiễm trùng và tày quầy hơn nữa đó. Vậy là ý bà xã con nói là con cũng hiểu chút đỉnh rồi nè. Nếu mà cái ngực của cô không bị xì, không bị đúng vỡ ra, nó không có bị giống như là hở miệng á, thì mình đắp nó vẫn ok, nó sẽ thấm thấu. Nhưng mà đây là những cái vết thương hở rồi, nó sẽ xâm nhập vào là nó nhiễm trùng hơn. Tại vì để con nhìn quan sát á, là con thấy cái phần mà gạt băng á, nó sẫm màu luôn rồi, nên khả năng nó nhiễm trùng rất cao. Tôi nói không nghe hoàn cảnh quá khổ. Đúng rồi. Đặc biệt tiền đâu mà để đi tới bác sĩ mà để thuốc nhiều. Cái này bây giờ bắt buộc nghèo thì đắp thí liều mẹ thuốc tây. Cầu may. Cầu may. Tới đâu nó tính tới đó. Chứ giờ tiền đâu đi bệnh viện. Tại vì quá là khổ rồi. Theo như con nghĩ là nếu như mà thuốc nam mà mình uống thì cũng được. Còn cái này tại vì vết thương đang bị lở lét, mà mình đưa một cái thứ gì đó vô thì nó sẽ bị nhiễm trùng, thì nó làm cho lở lét nhiều hơn nữa, chứ nó không lành. Thành ra là cái đó là cô nên xem lại. Nếu mà nói sự thật á, mà nếu mà bác sĩ thì bác sĩ sẽ cản nha. Không cho mình đắp này kia. Mình nói thì mình sợ ảnh hưởng đến thầy thuốc nam. Vậy cái này cũng lo cho cô. Nhưng mà thật ra thuốc nam cũng tốt chứ không phải là không tốt. Dạ, nhưng mà vết thương đang bị lỡ. Ta lỡ nhưng mà ông thầy ông với chị Tư chỉ vậy rồi giờ mình cũng chứ giờ cũng ta đâu có tiền đâu mình phải ấy. Rồi cũng như cầu mai đi. Cầu mai vậy chứ. Dạ. Bây giờ mình xin cộng đồng. Hiện giờ trong nhà hiện giờ còn gạo còn gì không? Còn có đâu chừng 2-3 lít gì hả? Cho con xin 2 lít đó rồi. Còn mì không? Mì không có ở xin mì luôn, đối với mẹ nè, cho có xin mì. hai gói mì với 2 lít gạo. Có mấy gói cháo cho nhỏ ở nhà bây
giữ nhỏ kia đằng đi mà giữ mà không giữ không có nổi giờ mệt rồi gửi cho thằng kia gửi cho thằng kia giữ nó chạy rồi mệt nói mày ấy đi nhỏ kia lại nữa cháu nhỏ cháu con gái mà nó có thôi bây giờ á là cháu ngoại thấy gì á là con biết gì không có sức rồi đó nhìn xanh đúng rồi hồi nãy bước vô nhà thấy xanh sao mệt mệt không có bởi vậy đó mệt hoài vậy đó. Thôi bây giờ á là cô Mẫm ơi, từ giờ á là tìm hiểu nói chuyện và đã biết về cái hoàn cảnh rồi thì cũng trước tiên thì cũng không dám hứa hỗ trợ bao nhiêu, nhưng mà bữa nay thì cũng như hỗ trợ ban đầu và sau này có duyên với cộng đồng mạng hay không, thì nếu mà cô chú trong và ngoài nước mà có gửi á thì con cho dù xa cỡ nào con cũng đi tới để con giúp gì hứa cho cô. Dạ, thì trước tiên á, con sẽ trích ra là 500 của chị Hương ở Mỹ á, để hỗ trợ ban đầu. Để mà cô Mẫm có mua gạo, mua thuốc hay là cái gì cũng được. Đây là... Đúng rồi, đây là... Dạ, cô nhận 500 hết cơ ha. Chị Hương ở Mỹ á. Chị Hương ở Mỹ. Dạ. Rất nhiều với mấy chú. Dạ, thì em đã trích chút tiền của chị Hương á, để giúp đỡ cho cô Mẫm. Thì cảm ơn chị và chúc chị gia đình thời dồi dào sức khỏe. À, thôi thì con cũng về, nhưng mà trước tiên khi về á, chúc cô là luôn khỏe và mong được cô chú cộng đồng mạng thương và giúp đỡ cho cô. Nhưng mà bản thân á, trong lúc chờ đợi, mong cô á, hãy cố gắng giữ cái đó, đừng để nhiễm trùng cho cô. Cái nhiễm trùng á, nó thật nói bác sĩ giỏi nhưng mà nói tiếng nhiễm trùng rồi hả, nó lâu nó dài nó khủng khiếp lắm. Thôi hãy cầu một phép màu nha cô ha. Dạ thôi mình chú dạ rồi cũng giúp đỡ cho chị Nguyễn Thị Mũng ở Tân Quế. Nhịn ăn nhịn uống cũng như cho 5-10 ngàn cũng được. Dạ. Che chia cơm sẻ áo. Dạ vậy đi rồi hay con về nha. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, con chào cô nhé. Dạ. Phong, bye bye.